Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái và chính điều này giúp các học trò của huấn luyện viên Phùng Công Hưng thi đấu ngang ngửa với đội bóng mạnh của Kazakhstan Altay. Hiệp 1 đang diễn ra giằng co thì chủ công Ngô Văn Kiều gặp một chấn thương nhẹ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong những khoảng thời gian cuối hiệp. Hai hiệp đấu đầu tiên kết thúc với kết quả 25-21 và 25-22 nghiêng về Altay VC. Sang hiệp 3, đội bạn bất ngờ chơi trùng xuống và đội tuyển Việt Nam đã tận dụng rất tốt cơ hội để vượt lên giành chiến thắng 25-22. Tuy nhiên, hiệp đấu cuối, Altay VC tung ra đội hình mạnh nhất với các thành viên chủ chốt của đội tuyển quốc gia Kazakhstan. Chênh lệch trình độ khiến đội tuyển Việt Nam chấp nhận thua với tỷ số 22-25 và thua chung cuộc 1-3. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 vòng bảng thứ 2 giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ Nam châu Á 2017. Theo thứ tự bốc thăm, chúng ta sẽ đối đầu với câu lạc bộ Toyoda Gosai của Nhật Bản tại vòng tứ kết. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.